Xin chào các bạn, trong video này điện máy giặt Nga bên mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc máy giặt đến từ thương hiệu Panasonic. Máy này có model là NA gạch ngang F8534 và máy này có khối lượng lồng giặt là 8,5 kg. Thiết kế của máy thì nó khá là vuông vức và chắc chắn. Ngoài ra thì cái bảng điều khiển nó đã được thiết kế ở phần trên để tránh tình trạng nước nó rớt rát vào, và cái lốp kính là lốp kính trong suốt. Bây giờ thì mình sẽ đi vào một số cái tính năng nổi bật của chiếc máy này. Đầu tiên thì về thương hiệu Panasonic thì chắc chúng ta không phải bàn nhiều vì đây là thương hiệu khá nổi tiếng và là thương hiệu đến từ Nhật Bản. Thì các sản phẩm Panasonic bán ở Việt Nam thì có chất lượng khá là bền. Với máy giặt model F85 này thì nó sẽ có khối lượng lồng giặt là 8,5 kg, sẽ phù hợp với gia đình từ 5 đến 6 người. Phần lớp sơn của chiếc máy này là sơn tĩnh điện nên nó sẽ rất là bền, và trong quá trình các bạn sử dụng nếu nó bẩn vào đây các bạn dễ dàng lấy rẻ để lau chùi được vì nó là sơn tĩnh điện các bạn nhé, sẽ không bị rỉ sét, cực kỳ là bền luôn. Điểm nổi bật tiếp theo của chiếc máy này thì là cái nắp là nắp kính cường lực và trong suốt, thì giúp chúng ta sẽ dễ dàng quan sát cái quá trình giặt vào bên trong, và cái nắp kính cường lực nên nó sẽ rất là bền, hạn chế được cái chuyện vỡ và mất an toàn. Đấy, chúng ta nếu đứng từ đây thì chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy bên trong. Mình mở nắp ra để các bạn sẽ thấy này, nhìn thấy bàn tay mình là trong suốt luôn, rất là xịn sò luôn. Đây, phần nắp này vô cùng là chắc chắn. Điểm cộng tiếp theo đó chính là cái bảng điều khiển này. Cái bảng điều khiển được thiết kế dịch lên trên mà không phải ở vị trí này hoặc vị trí này như cái dòng máy khác á, thì nó rất là hay, đó là một điểm cộng. Vì khi các bạn cho quần áo vào trong lồng giặt á, thông thường chúng ta sẽ cho vào như thế này, thì quần áo nó sẽ có nước bẩn và nó sẽ rớt rát vào cái bề mặt bảng điều khiển. Nhưng cho tụt lên đây á, thì sẽ hạn chế được điều đó. Tiếp theo là cái bảng điều khiển này, Panasonic thiết kế là chiều chéo, thì khi các bạn đứng đối diện á, thì các bạn dễ dàng quan sát những cái nút này hơn, nếu mà làm phẳng thì sẽ rất là khó nhìn. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy những cái nút này thiết kế là phím mềm, có được bọc lớp cao su bên ngoài thì nó sẽ vô cùng là bền luôn. Chúng ta có thể chút nước trực tiếp ở đây, nút này nó không bị chập hay là nó bị đơ các bạn nhé. Đây, ấn nút mềm này. Những cái nút này thiết kế tiếng Việt rất là to các bạn nhé. Và bên cạnh nó có những cái biểu tượng mô phỏng cái chức năng luôn. Đấy, rất là dễ sử dụng. Và đây nó thể hiện luôn model của máy này, NA gạch ngang F85A4. Ở trên bảng điều khiển này, ngoài những cái nút bấm chọn chức năng riêng biệt á, thì cái nút vắt này được tích hợp hai chức năng. Thứ nhất là các bạn bấm vào là vắt, khi các bạn ấn vào nút vắt này 5 giây á, thì nó sẽ là khóa cái bảng điều khiển này. Bây giờ mình sẽ ấn các bạn thử nhá. Đây, chúng ta sẽ chọn như bình thường này. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào đây 5 giây thì nó sẽ chữ CL là chữ khóa. Đây là khóa an toàn trẻ em. Đây là nó sẽ sáng cái đèn này màu đỏ này. Bây giờ mình bỏ chức năng khóa thì chúng ta sẽ ấn vào đây 5 giây. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở cái nắp này ra để chúng ta xem là bên trong cái lồng giặt nó thiết kế ra làm sao và có những cái chức năng gì. Khi mở cái nắp máy ra thì các bạn sẽ thấy cái phần nâu nâu này. Đây là chính là cái ngăn để các bạn để bột giặt và nước giặt thì các bạn cho ở đây. Ở phía dưới này chính là cái hộp chứa sơ vải. Thì trong quá trình các bạn sử dụng á, sau một thời gian á, thì cái hộp chứa sơ vải này nó sẽ bị bẩn. Thì chúng ta sẽ lôi ra và xả dưới vòi nước để vệ sinh cái hộp chứa sơ vải này các bạn nhé. Đấy. Chúng ta sẽ bóp vào đây. Đó, lôi ra. Rửa cái lưới này này. Xong rửa sạch sẽ xong chúng ta lại lắp vào. Và lắp vào đây. Thì thoảng cái quá trình này các bạn dùng là có nửa tháng các bạn thực hiện lại. Còn cái chỗ đinh xanh này chính là chỗ để các bạn để nước xả quần áo, kiểu như nước comfort, nước downy ấy, thì các bạn cho vào đây một lượng vừa phải thì cho phù hợp với lượng quần áo của các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy cái chỗ trắng trắng bằng nhiều lỗ này, đây chính là cái lồng giặt của máy và thiết kế bằng inox không gì xét. Và cái công nghệ lồng giặt này nó thiết kế với một cái tên gọi rất là Nhật Bản là Sazanami. Đấy, thì kiểu như cái lỗ ngang cái này là nó hơi chéo chéo chút và cái tên nó rất là nhạt. Tiếp theo thì bên dưới này các bạn sẽ thấy cái mâm giặt của nó là 8 cánh các bạn nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khác như một số máy khác là 4 cánh thôi, thì cái công nghệ mâm giặt mới này của Panasonic với cái tên gọi là ActiQuay á, thì nó sẽ có nhiều cánh hơn và nó sẽ giúp cái nước nó sẽ xoáy mạnh hơn. Theo nhà sản xuất nói là xoáy mạnh thì cái hiệu quả giặt nó sẽ được tốt hơn rất là nhiều. Tiếp theo với cái công nghệ nổi bật nhất của chiếc máy này đó chính là công nghệ giặt ActiForm. Thì ở trên cái mặt hiển thị của máy á, nó cũng có chữ là ActiForm và mặt trước của máy có cái tem to đùng luôn, có chữ ActiForm. Đấy chính là công nghệ nổi bật nhất. Thì công nghệ này nó như thế nào? Thì nghĩa là khi cái lồng giặt 8 cánh này nó quay này, nó sẽ tạo ra cái dòng nước xoáy và ở trên này nó sẽ có một cái thác nước chảy xuống, thì hai cái đó nó kết hợp với nhau để đánh bông cái bột giặt lên và cái nước nó sẽ xoáy mạnh, làm giúp hiệu quả giặt sạch của chúng ta tăng lên rất nhiều lần. Đó chính là công nghệ rất nổi bật của chiếc máy giặt Panasonic. Ở trên cái bảng điều khiển của máy này nó sẽ có hai chức năng rất là hay, đó chính là chức năng vệ sinh lồng giặt và sấy gió 90 phút. Thì chức năng vệ sinh lồng giặt này á, thì thường là cứ nửa tháng các bạn sử dụng một lần. Thì trong quá trình các bạn sử dụng á, thì cái
cái lồng giặt ở bên trong của máy nó sẽ bị bẩn. Thì ngày xưa chúng ta phải gọi thợ đến để vệ sinh bảo dưỡng thì có thể mất 150 đến 200 một lần. Bây giờ chúng ta có thể tự giải quyết ở nhà bằng cách bật máy lên, sau đó chọn vệ sinh lồng giặt. Lưu ý là khi các bạn sử dụng cái chức năng vệ sinh lồng giặt á, thì chúng ta không được cho quần áo vào và chúng ta cho một lượng nhỏ bột giặt thôi, để cho bột giặt và nước nó sẽ làm sạch cái lồng giặt ở bên trong. Tiếp theo là chức năng sấy gió 90 phút. Thì vào những ngày trời mưa các bạn chọn thêm cái tính năng sấy gió 90 phút, thì cái quần áo khi chúng ta giặt xong và sấy xong á, thì nó sẽ khô rất là nhiều. Chiếc máy giặt này là chính hãng nên sẽ được bảo hành 2 năm, và khi các bạn mua bên mình sẽ được vận chuyển miễn phí, lắp đặt miễn phí và bảo hành tại nhà là miễn phí trong suốt 2 năm bảo hành. Nếu các bạn muốn trải nghiệm trực tiếp chiếc máy giặt Panasonic này, các bạn hãy đến với cửa hàng điện máy Gia Nga tại Hoàng Xá, Thanh Trì, Phú Thọ. Ngoài ra để tham khảo giá bán thì các bạn hãy truy cập website của bên mình là gianga.vn. Ở đấy thì bên mình sẽ cập nhật giá bán tốt nhất cho chiếc máy giặt Panasonic có model NAF85A4 có khối lượng lồng giặt là 8,5 kg. Cảm ơn các bạn đã xem video giới thiệu nhanh về chiếc máy giặt Panasonic này.